Thâm dạ thư ốc chương 330, nhà có ma. Nhà anh có tiền thế sao? Châu Trạch đưa một điếu thuốc cho Trương Yến Phong, hỏi. Sở dĩ anh hỏi như vậy là có nguyên nhân. Hơn nữa, Châu Trạch còn cảm thấy nguyên nhân này rất có khả năng, bởi vì mừng hay lo đều do mối quan hệ. Chí ít, trong một thời gian trước, chính là như vậy. Cháu ngoại trai và cháu trai khác nhau ở chỗ nào? cháu ngoại trai là đứa nhỏ do em gái mình hoặc chị gái mình cùng với em rể hoặc anh rể sinh ra không nhất định phải có họ giống mình nhưng cháu trai là đứa bé do anh trai hoặc em trai cùng với chị dâu hoặc em dâu sinh ra nhất định phải có cùng họ với mình bọn nhóc của chính nhà mình là cháu trai mà con của người khác lại là cháu ngoại trai vì chị hoặc em gái của mình đã gả cho nhà người khác nên đứa bé mà chị sinh ra cũng là đứa bé nhà người khác đương nhiên trong này có một trường hợp đặc biệt trường hợp đặc biệt này chính là nếu như anh chàng kia là người ở rễ tình huống sẽ khác nếu như không có ông chủ châu nga ngược thò một chân vào thân phận của từ nhạc ngay lúc đó cũng có phần giống với em rễ trương yến phong trước đây nhà tôi mở một hãng nhỏ khi cha mẹ còn sống đã sắp xếp mối hôn sự này cho em gái gần như mọi chuyện trong xưởng đều giao cho em rễ quản lý dù sao tôi cũng không thông thạo việc buôn bán vì thế cũng lười hao tốn sức lực trên phương diện này Năm năm trước sau khi sự kiện kia xảy ra, nhà máy đã ngừng kinh doanh, cha mẹ cũng vì chuyện này mà bị đã kích rất lớn, mấy năm trước lần lượt qua đời. Trương Yến Phong nói những lời này hệt như một cái bẫy, bẫy người ngoài. Đây là bản năng nghề nghiệp của anh ta. Anh ta là lão cảnh sát hình sự, đương nhiên mấy thứ như biến hóa tâm tình gì đó không thích hợp để dẫn vào trong công việc. Chờ một chút. Châu Trạch có chút buồn bực giơ tay lên. Hiện tại em rể anh đã vào trong rồi, đúng không từng đã vào tù vì tội ngược đãi vậy ngôi biệt thự này là ai đang bán châu trạch hơi kỳ quái hỏi ngôi biệt thự này oanh oanh mua được thông qua trung gian cho nên trên danh nghĩa bất động sản vốn là của em gái trương yến phong nay đã biến thành tài sản của oanh oanh cũng chính là tài sản của châu trạch anh bị bán trương yến phong nhíu nhíu mày hiển nhiên anh ta không biết chuyện này từng cũng đã bị nhà tôi mua lại anh mua căn biệt thự này không được sao anh trương yến phong không biết nên nói gì cho phải cho nên chuyện lần này anh không van cầu tôi tôi cũng sẽ tới xem thử một chút dù thế nào đi nữa phòng ở nhà mình có một số chuyện nhất định phải làm rõ có thể phòng ở là do thân thích của em rể đang bán lúc ấy người đứng tên căn nhà này là em rể đây là chuyện nhà anh dù sao thì chúng tôi mua nhà cũng là hợp lý hợp pháp một căn nhà nhỏ mà thôi, thứ tôi muốn là chân tướng, là em chân tướng khiến gái ta cùng với hai cháu của tôi tử vong." Trương Yến Phong trầm giọng nói. "Một phòng nhỏ mà thôi." Châu Trạch hít sâu một hơi. Nhìn trời. Ngôi biệt thự này đã lâu lắm rồi không có người quét dọn. Thỉnh thoảng Trương Yến Phong sẽ qua đây, nhưng nếu muốn anh ta cầm chổi lau lau quét quét từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, quét sạch một lần, thật không thực tế trên ghế salon cũng dính một tầng bụi châu trạch thổi thổi phía trên sau đó ngồi xuống hỏi tình huống cụ thể là như thế nào anh hãy nói một chút đi hồ sơ kia tôi còn chưa xem xong là uống thuốc độc tự sát đúng không đúng vậy là uống thuốc độc tự sát lúc đó em gái tôi cùng hai đứa con của con bé cùng tự sát vào nhau chết ở nơi này đâu chính là ghế salon anh đang ngồi châu trạch châu trạch còn nghiêng đầu qua nhìn nhìn không phát hiện cái gì đương nhiên anh cũng không sợ đến mức nhảy dựng lên ông chủ châu là người có sóng gió gì mà anh chưa thấy qua chẳng lẽ lại sợ cái này nếu là tự sát tại sao lại có dính líu quan hệ với em rể anh châu trạch có chút khó hiểu nói này đây không phải là anh cố ý hả giận đấy chứ đây chỉ là câu nói đùa thôi châu trạch vẫn tin tưởng nhân cách hành vi thường ngày của trương yến phong anh ta là một cảnh sát tốt, sẽ không làm mấy chuyện kia. Chuyện này dính đến họ hàng thân thuộc của tôi, cho nên tôi không vào đội điều tra, cũng không phải tôi đặc biệt phụ trách vụ án này. Lúc đó, người phát hiện thi thể là bảo mẫu tới đây quét tước vệ sinh mỗi ngày. Cô ấy đã báo cảnh sát. Lúc cảnh sát chúng tôi đang kiểm tra thi thể, phát hiện rõ ràng trên người em gái tôi cùng với hai đứa con của em ấy đều có vết thương bị trói và bị ngược đãi. Hơn nữa vết tích mới cũ đều có, chứng minh bọn họ đã bị ngược đãi bị bạo hành gia đình trong thời gian rất dài cho nên kết quả điều tra của cảnh sát là vì bọn họ không thể chịu đựng được sự bạo hành gia đình và ngược đãi lâu dài cho nên mới quyết định phí hoài bản thân mình từ đó em gái tôi mới làm ra việc ngốc nghếch như vậy bản thân mang theo hai đứa nhỏ cùng uống thuốc độc tự sát không phải vụ án đã rất rõ ràng rồi sao châu trạch hỏi nhưng em rể tôi không thừa nhận trương yến phong nói nhưng vẫn bị phán án. Mặc dù không phải là tội giết người, nhưng vẫn bị phán 10 năm tù, lý do là nhốt và ngược đãi, đồng thời đưa đến hậu quả nghiêm trọng. Trương Yến Phong nói. Cho nên anh tiếp tục điều tra vụ án này là vì nguyên nhân gì? Châu Trạch có chút tò mò nói. Vụ án thực sự đã rất rõ ràng rồi. Em rể tôi không phải hạng người này. Tuy rằng cậu ta ở rể, nhưng gia đình chúng tôi đối xử với cậu ta vô cùng tốt thậm chí khi cha mẹ tôi còn sống còn thân thiết với cậu ta hơn cả người con ruột của bọn họ là tôi đây châu trạch móc móc lỗ tai mỗi người nhà nói kiểu vậy châu trạch có thể bảo đảm cha mẹ bác sĩ lâm cũng nói với thân thích bên ngoài rằng chắc chắn bản thân họ đối xử rất tốt vô cùng tốt với người con rể này nhưng hiện tại người con rể này đã hung ác độc địa tới mức ngay cả nhà cũng không quay về tính cách của em gái tôi cũng rất tốt con bé vốn rất ôn nhu săn sóc Châu Trạch lại móc móc lỗ tai, mỗi người anh trai đều nói như vậy. Em rể tôi làm người cũng không tệ, trước đây tôi đã đích thân gặp cậu ta, cậu ta đã qua cửa ải của tôi, cậu ta không phải người như vậy. Con người luôn sẽ thay đổi. Châu Trạch an ủi. Không biết vì sao, sau khi nghe xong một trận tự thuật như thế, Châu Trạch cảm thấy Trương Yến Phong như một đứa bé cáo kỉnh. "Đờ mờ. Những thứ mà mày nói có thể tính là lý do sao?" anh ta tốt tôi tốt mọi người tốt. Này giống như người đi điều tra thống kê thu nhập tiền lương vậy. Ai tin đây? Tôi đã nhìn thấy thi thể của em gái tôi cùng với hai đứa cháu, cũng đã kiểm tra. Trương Yến Phong ngồi xuống trên sàn nhà, cũng không kiên dè mặt đất bẩn hay không bẩn. Đương nhiên, Châu Trạch cảm thấy người thằng này còn bẩn hơn cả sàn nhà, giống hệt như cảnh sát lôi thôi lết thích trong phim truyền hình trên TV. Hết lần này tới lần khác, loại cảnh sát lôi thôi lết thích này còn rất được nữ cảnh sát trẻ tuổi yêu thích. Vụ án này không phải Trương Yến Phong làm chủ, nhưng lấy thân phận anh trai đi xem hồ sơ nhìn xem thi thể, vốn không phải chuyện khó khăn gì. Đúng là trên người em ấy có rất nhiều vết thương và vết máu ứ động, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, vết thương mới vết thương cũ đều có, hoặc nhìn còn có một số vết thương lâu năm. Từ sau khi em gái tôi kết hôn, trên cơ bản là vẫn luôn ở nhà trong hai đứa bé, cũng rất ít khi ra cửa cũng rất ít xã giao đối ngoại con bé là một nhà văn nữ thích ở nhà sau đó thì sao châu trạch ngáp một cái thế nhưng vấn đề nằm ngay ở đây ngay một tuần trước khi vụ án xảy ra lúc đó con trai tôi vừa kết thúc kỳ thi đại học tôi đã dẫn con tôi đến khu công viên nước chơi đồng thời cũng dẫn theo cháu trai và cháu gái đi cùng nói đến đây thì vành mắt trương yến phong bỗng nhiên đỏ lên hệt như một đầu sói đói quay qua quát với châu trạch tôi phát thệ lúc đó tôi nhìn thấy trên người cháu trai cháu gái tôi căn bản là một vết thương cũng không có thế nhưng chết tiệt một tuần sau bọn họ chết đám vết thương mới của chồng chất khiến người thấy mà rợn gáy kia là từ đâu chạy tới châu trạch ngây ngẩn cả người một tuần ngay trước khi vụ án phát sinh trương yến phong dẫn theo con trai mình và cháu trai cháu gái tới công viên nước chơi đùa chắc chắn hai đứa bé đều mặc đồ tắm chắc chắn cháu trai chỉ mặc một chiếc quần cộc có vết thương hay không có vết thương chắc chắn lão cảnh sát hình sự như trương yến phong chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn ra anh ta nói không có vậy thì chắc chắn là không có nếu như có không cần chờ vụ án phát sinh khẳng định là cùng ngày trương yến phong đã cầm súng đi gây sự với em rể mình chuyện này lại kỳ quái rồi sau khi chết đi trên người còn có thể có thêm vết thương hơn nữa ngay cả vết thương cũ cũng có thể tạo ra được châu trạch đã nghe kể một ít đồ cổ có thể làm cũ được thực vật có thể biến thành cây mầm bức tranh có thể làm cũ nhưng vết thương trên người người chết cũng có thể làm được cho nên đây mới là nguyên nhân tôi cảm thấy vụ án này có vấn đề trương yến phong hít sâu một hơi lại nặng nề mà thở ra cũng là tôi tin tưởng lời em rể tôi nói rằng cậu ta không ngược đãi em gái cùng với hai đứa nhỏ nhưng lời của anh lại không thể nào coi là chứng cứ châu trạch nói trương yến phong gật đầu đúng vậy lời nói của tôi không thể nào trở thành chứng cứ hơn nữa kết quả giám định của pháp y cũng đã xác nhận pháp y nói hai đứa bé tối thiểu cũng phải chịu ngược đãi dằn vặt hai năm trở lên châu trạch đứng lên nhìn chung quanh một lần nếu đã như vậy chuyện này thật có chút không thể tưởng tượng nổi tôi đã điều tra vụ án này thật lâu nhưng vẫn không tìm ra đầu mối gì Mãi đến khi tôi biết anh, tôi cảm thấy, nếu như anh nguyện ý giúp tôi, nhất định có thể giúp tôi tìm đến đột phá khẩu. Sợi xích sắt đã dằn vặt tôi 20 năm kia, cũng là anh giải quyết giúp tôi. Chớ vội tân bốc tôi. Như anh nói, tồn tại đứng sau lưng vụ án này không phải người, mà là ma, phải không? Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Vào lúc này, bỗng nhiên trên tầng truyền đến tiếng gõ. Châu Trạch và Trương Yến Phong liếc nhau, vọt thẳng lên bậc thang đó là phòng ngủ phòng ngủ của em gái tôi tiếng động đã truyền từ bên kia tới trương yến phong trực tiếp đụng vỡ cửa nhưng trong phòng ngủ không có gì cả vậy mà tiếng động vừa rồi ngay cả châu trạch cũng có thể xác định đúng là nó truyền tới từ nơi này cốc 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 tiếng động lần thứ hai truyền đến dưới gầm giường trương yến phong lập tức móc súng ra một cước đã dịch giường. Dưới mặt giường, lại có một con tét đi toàn thân máu chảy đầm đìa. Nó đang nghiêng thân thể, không ngừng quơ móng vuốt của mình. Thậm chí ngay cả khi có người đến, nó cũng như không phát hiện ra, tiếp tục vặn vẹo. Châu Trạch ngồi sổng xuống, duỗi tay đè chặt con tét đi này. Tét đi còn đang thống khổ dãy dụa, hệt như đang chịu đựng cực hình nào đó vậy. Chẳng qua rất nhanh. Nó đã bất động rồi hấp hối nằm sấp trên mặt đất trong mắt không còn dư thừa bao nhiêu thần thái thú cưng nhà người ta chạy tới đây sao trương yến phong chỉ vào thẻ chó trên người tét đi nói đây rõ ràng là thú cưng nhà người khác tuyệt đối không phải chó lang thang gì cả chớ nóng vội anh xem nơi này châu trạch chỉ chỉ vào vết thương trên người tét đi những vết thương này cũng đã khép lại là vết thương cũ những vết thương này vừa nứt ra còn chưa vẫy kết Nói xong, Châu Trạch nghiêng đầu qua nhìn Trương Yến Phong, hỏi: Có giống em gái nhà anh không? Tìm được chủ của con chó kia chưa? Châu Trạch tựa trên ban công hỏi Trương Yến Phong vừa trở về. Trên người con chó có thẻ bài, phía trên có phương thức liên lạc với chủ của nó. Trương Yến Phong đi vào biệt thự, lên tầng 2, đi tới bên cạnh Châu Trạch, cùng tựa trên ban công với anh. Chủ của con chó nói nó mất tích chưa tới một ngày cô ấy vốn định làm tờ rơi thông báo tìm chó kết quả còn chưa kịp làm mới mất tích một ngày đúng thấy con chó biến thành bộ dạng này nếu như không phải tôi lấy giấy chứng nhận cảnh sát ra có thể cô ấy sẽ cho rằng tôi ngược đãi chó cô ấy ôm con chó kia trực tiếp khóc nấc lên cho nên con chó này không phải do cô ấy hành hạ nhưng quả thật trên thân con chó có rất nhiều vết thương cũ châu trạch quay đầu lại nhìn về phía trong phòng có chút bất đắc dĩ lắc đầu cái nhà này có vấn đề rất lớn sớm biết vậy tôi đã không vội trả tiền mua anh có manh mối gì không không ông chủ bần đạo đến rồi lão đạo đứng ở dưới tầng vẫy tay châu trạch nhìn xuống phía dưới biểu môi nói manh mối đến lão đạo nhận được tin nhắn của châu trạch nói lão đến chỗ này xem phòng ở giúp oanh oanh còn nói rằng sau này anh sẽ cho lão một căn phòng vì thế lão đạo sướng đến phát rồ. Tuy nói lão có thể kiếm tiền, nhưng cũng có thể tiêu tiền. Không nói đến chuyện lão không có con cái, ngay cả một bất động sản lão cũng không thể tiết kiệm tích lũy ra được. Nhưng sau khi lão đạo đến, lại phát hiện nơi này không được bình thường. Không ngờ lão cảnh sát hình sự kia cũng đang ở nơi đây. Mới vừa vào cửa trước, lão đạo đã trực tiếp vỗ gáy mình một chút, nói Ai trong tiệm còn chân sườn heo đây này, thiếu chút nữa bần đạo quên mất nó hiện tại bần đạo phải trở về xem nó thử đây quay lại châu trạch nói bần đạo khó khăn dừng bước lại xoay người nhìn châu trạch ông chủ giúp một việc ngài nói đi ra ngoài mua một ít đồ gì đó về đây lập một tràng pháp sự lập pháp sự lão đạo mở to hai mắt nhìn người khác không biết nhưng chẳng lẽ ông chủ còn không biết trình độ của người ta sao tôi mà làm lễ cúng ngay cả quỷ cũng không thể lừa bịp được thuần túy là lừa bịp người cảnh sát trương có người thân qua đời ở chỗ này ông hỗ trợ lo liệu một tràng pháp sự tôi ở bên cạnh nhìn lão đạo vốn cảm thấy vô cùng không vui nhưng nếu châu trạch nói anh ở bên cạnh nhìn lão chỉ có thể gật đầu đáp ứng đại khái một giờ sau sắc trời cũng bắt đầu tối xuống lão đạo đã đem tất cả mọi thứ cần dùng tới một tấm bàn tứ phương hai cây nến trường bạch Lư hương than trì đồng tiền lá bùa. Lão đạo thân mặc đạo bào cầm kiếm gỗ đào trong tay. Càng không ngừng vung vẩy qua lại ngâm sướng. Giọng của lão khi thì cao vút, khi thì trầm thấp. Khi thì uyển chuyển, khi lại du dương. Không nói đến hiệu quả cụ thể thế nào, chỉ xem hành vi và tư thế này của lão, cũng có thể khiến người ta cảm thấy tuy không hiểu lão đang làm gì, nhưng có vẻ rất lợi hại. Trên đời này nhiều chuyện. Làm cho bầu trời nhìn, rất nhiều. Làm cho lòng đất nhìn, cũng rất nhiều. Nhưng trên thực tế, phần lớn chuyện đều làm cho người sống nhìn. Trương Yến Phong đứng bên cạnh hút thuốc, Châu Trạch lại thừa dịp lão đạo làm lễ cúng, đi tra xét từ trên xuống dưới từ trái qua phải, tra xét khắp nơi một lượt. Thành thật mà nói, để người có bệnh thích sạch sẽ như ông chủ Châu lật tới lật lui trong biệt thự bẩn thỉu như vậy, thực sự là làm khó anh. Nhưng căn cứ theo tinh thần nhà này cũng là nhà của mình, Châu Trạch nhịn tuy sống hai đời nhưng ông chủ châu thật sự chưa từng ở biệt thự bao giờ trương yến phong tìm được châu trạch chỉ chỉ lão đạo còn đang tự do phát huy trong phòng khách hỏi có tác dụng gì không anh cứ nói đi tôi là đảng viên tôi không tin quỷ thần châu trạch trợn trắng mắt với anh ta không tin quỷ thần vậy anh tìm tôi làm cái gì đây là thuộc hạ của tôi chớ nhìn lão ta rất già nhưng thực ra lão ta không có ích gì trương yến phong chẳng qua vận khí của lão ta rất tốt hoặc cũng có lẽ là vận khí của lão rất kém luôn có thể chạm ra tia lửa gì đấy khẳng định là ngôi nhà này có vấn đề chuyện của em gái anh và chuyện của con đi kia đều có thể chứng minh nhưng thật xin lỗi tôi không tìm ra được cho nên tôi chỉ có thể tìm thuộc hạ của tôi qua đây thử thời vận hai người lại đứng ở vị trí đầu bậc thang vừa hút thuốc vừa nhìn lão đạo hóa thân thành kiêu đại thần lão đạo ra sức biểu diễn một khúc kết thúc không đúng một tràng pháp sự kết thúc lão đạo cũng mệt mỏi cả người đầy mồ hôi nhìn về phía châu trạch châu trạch gật đầu ra hiệu cho lão ta có thể nghỉ ngơi lúc này lão đạo mới chạy tới phòng vệ sinh rửa mặt thay quần áo khác vẫn là không có ích gì trương yến phong nói hoặc là chúng ta vào sai cửa rồi người em rể kia của anh còn đang bị giam trong tù đúng không ngày mai anh sắp xếp để tôi gặp anh ta một chút gặp anh ta để làm cái gì cùng là người đã trải qua chín năm giáo dục bắt buộc vì sao người khác có thể ưu tú như vậy cùng ở trong biệt thự này vì sao em gái anh và hai cháu của anh xảy ra vấn đề nhưng anh ta lại như người không gặp phải chuyện gì còn có lúc đó căn nhà này đã được mua làm phòng tân hôn sao châu trạch hỏi không phải ban đầu nó là phòng xe cần hen. Nguyên chủ phòng là một người chuyên mua đi bán lại, sau khi mua người đó không trùng tu, cũng không ở, tiếp sau đó lại chuyển tay cho chúng tôi. Khi cha tôi còn sống cũng là cảnh sát có thâm niên. Lúc ấy mẹ của tôi còn đặc biệt để ông ấy dành thời gian điều tra căn nhà này, tuyệt không có vấn đề gì. Dù sao ngày trước sinh hoạt của gia đình tôi đều dựa vào mẹ tôi chống đỡ. Tôi theo cha tôi, ngoại trừ làm cảnh sát phá án ra, những chuyện khác cái gì tôi cũng không biết. Ngôi biệt thự này coi như là đồ cưới cho em gái tôi, cũng coi như nể mặt người con rể phải ở rể. Đối với hoàn cảnh gia đình tôi lúc ấy, tiền mua phòng này đã có thể coi là một khoản chi tiêu rất lớn. Sở dĩ trước đây mẹ tôi muốn có con rể tới ở rể, cũng là vì biết hai cha con chúng tôi không thể làm chuyện kinh doanh. Phân xưởng bánh trung thu do chính mẹ tôi khổ cực hơn nửa đời người làm ra, không thể sau nó đóng cửa như vậy được. Châu Trạch gật đầu, ý của anh là, hẳn là căn phòng này rất sạch sẽ. Bốp. Một tiếng thủy tinh vỡ vang lên. Là trong nhà vệ sinh. Lúc này, hai mắt châu trạch sáng ngời. Anh nhớ kỹ, vừa rồi lão đạo vào toilet còn chưa đi ra đâu. Mẹ nó. Lão đạo này thật đúng là ra đa hình người, đúng là điềm lành mà. Châu trạch lập tức vọt tới, cửa phòng vệ sinh đã bị khóa chặt từ bên trong. Cũng không biết là bỗng nhiên xảy ra vấn đề hay là lúc trước lão đạo vào phòng vệ sinh xong chủ động khóa cửa trầm châu trạch va vào cửa cửa không nhúc nhích chất lượng quá tốt tránh ra để tôi tới trương yến phong ra hiệu châu trạch tránh ra sau đó anh ta đạp một đạp trăng rắc cửa trực tiếp hỏng nhưng vừa đi vào nhìn bồn cầu trống không nhưng lão đạo đâu giọng nói ở trên đầu. Châu Trạch lập tức ngẩng đầu. Nhìn thấy ở vị trí phía trên trần nhà, lão đạo như một con thằng làng nằm úp sấp ở phía trên. Không. Nói chính xác hơn, không phải lão đạo nằm úp sấp ở phía trên. Mà là có đồ vật gì đó đang kéo lấy lão đạo. Ông chủ. Cứu. Lúc này, Trương Yến Phong dơ súng lên. Lão đạo mới vừa cầu cứu ông chủ, nhìn nòng súng nhắm ngay bản thân mình lão sợ đến thiếu chút nữa không thể khống chế nước tiểu của mình mẹ kiếp châu trạch đưa tay nhấn nòng súng xuống móng của bàn tay phải trực tiếp dài ra hướng về phía trên vung vẩy tới trầm tiếng động như là vải vóc vỡ tan lão đạo từ phía trên rơi xuống may mà trương yến phong bắt được lão ta nếu không chiếu theo độ cứng của gạch sứ trên mặt đất một lần té xuống này có thể khiến lão đạo mới vừa khỏi bệnh tái nhậm chức lại phải quay về nằm trên giường bệnh. Này vẫn chưa xong. Không đợi châu trạch quan sát tỉ mỉ rốt cuộc bên trên có cái gì. Đột nhiên bồn cầu phía dưới bắt đầu tự điên cùng xả nước, hơn nữa bên trong còn sen lẫn hỗn hợp cứt đái rất chán ghét, còn có giấy đã dùng rồi, một hơi cồ ồ chảy ra, tốc độ cực nhanh, nhanh tới khiến người tắt lưỡi. Nếu như phía dưới này là máu, có lẽ ông chủ châu còn cảm thấy không có gì, bình thường thôi mà anh cũng có thể kiên trì một chút nhưng thứ vừa nhô ra là mấy thứ đồ chơi này ông chủ châu lựa chọn trực tiếp bại lui anh thực sự không muốn bản thân mình dính phải một thân ô uế sau khi trở về còn phải để bạch oanh oanh tắm giúp mình đi châu trạch hô lên trương yến phong dẫn theo lão đạo trực tiếp ra khỏi phòng vệ sinh châu trạch cũng cùng ra ngoài với hai người nhưng khi châu trạch đi ra ngoài thì anh lại phát hiện vị trí không đúng Hai người Trương Yến Phong và lão đạo đã không thấy đâu, mà bản thân mình vốn nên ở trong phòng vệ sinh tầng 1, kết quả sau khi ra ngoài, anh phát hiện, không ngờ mình đang ở trong phòng vệ sinh trong phòng ngủ chính của em gái Trương Yến Phong. Ha ha. Ha ha. Anh. An chờ em một chút. Chờ em một chút với. Có giọng nói của đứa trẻ từ bên ngoài truyền đến. Em gái. Em tới đây. Em mau tới đuổi theo anh đi đuổi được anh sẽ cho em chơi giọng nói của hai đứa bé một nam một nữ từng tiếng thang nhẹ của người phụ nữ từ sau lưng châu trạch truyền đến châu trạch xoay người nhìn về phía vị trí bàn trang điểm sau lưng mình nơi ấy có một thiếu phụ đang ngồi thiếu phụ có một đầu tóc dài xỏa vai vóc người đẩy đà đang nghiêng người dựa vào bàn trang điểm cô ấy đang nhìn máy vi tính mở văn bản quật trước mặt tiểu hoa tiểu hân hai đứa có thể yên tĩnh một lát được không mẹ còn đang làm việc đây này người phụ nữ rất không nhịn được nói đã biết rồi à mẹ hiểu rồi mẹ hai đứa bé rất ngoan ngoãn lên tiếng chạy ra chỗ xa đi chơi châu trạch liếm môi một cái ánh mắt anh dạo quanh một lượt cuối cùng lại rơi vào trên người thiếu phụ thiếu phụ dùng sức gõ bàn phím một cái hẳn là không có đầu mối viết chuyện vì thế cô ấy đứng dậy từ bàn trang điểm cầm điện thoại di động lên, nằm trên giường. Anh yêu, khi nào anh mới trở về? Hẳn là đang gửi tin nhắn thoại cho chồng mình. Chờ chút, vợ, nhà máy bánh Trung Thu mới vừa tiếp một đơn đặt hàng mới, anh còn đang bận xuất hàng đây. Ừm. nhanh chóng làm xong trở về với em, em nhớ anh. Ngoan, anh làm xong sẽ trở lại. Để điện thoại di động xuống. Thiếu phụ biểu môi, dựa vào đầu giường ngồi có thể thấy được, tình cảm vợ chồng bọn họ vẫn rất ân ái. A, à, ông xã, anh trở về rồi sao? Bỗng nhiên thiếu phụ nghiêng đầu, nhìn về phía Châu Trạch. Châu Trạch có thể xác định, cô ấy đang nhìn về phía mình. Ông. Một tiếng âm rung từ sau lưng Châu Trạch truyền đến. Không. Không đúng. Cô ấy không phải nhìn mình. Là phía sau mình. Hí. Mạnh Châu Trạch phát hiện dường như cổ mình bị thứ đồ gì đó bắt được. Vật kia còn đang liều mạng nắm kéo bản thân mình. Móng tay trên hai tay Châu Trạch nhanh chóng dài ra, mau chóng cào người phía sau một cào. A a a a a a. A a a a a a. Ô ô ô. Ô ô ô. Ngay từ đầu là tiếng kêu của người trưởng thành. Sau đó lại có thể biến thành tiếng khóc của đứa bé. Khi Châu Trạch xoay người thì anh nhìn thấy phía sau mình có hai đứa bé đang đứng trên mặt bọn chúng xuất hiện một đường vân màu máu rất rõ ràng là bị móng vuốt của bản thân mình cào ra ông xã mấy mẹ con chúng em rất nhớ anh không biết từ lúc nào thiếu phụ bỗng xuất hiện ở phía sau mình như một con rắn nước quấn chặt lấy bản thân mình mau tới cha trở lại rồi cha mang linh thực tới cho mấy con thiếu phụ quay qua nói với hai đứa bé còn đang khóc Hai đứa nhỏ lập tức ngừng khóc. Hai đứa mang gương mặt máu chảy đầm đìa cười ha hả nhào tới trên người Châu Trạch. Bé trai bắt đầu đào bụng Châu Trạch. "Em gái, em mau nhìn xem cha mang đồ ăn gì cho chúng ta." Cô em gái bắt đầu moi ruột trong cơ thể Châu Trạch ra. "Anh, cha thật hẹp hòi, toàn là mấy thứ chán ngắt." Lão đạo được Trương Yến Phong ôm ra khỏi phòng vệ sinh. Đối với một lão cảnh sát hình sự, một người già gầy như que củi cơ bản không nặng nề gì khi ôm cũng rất nhẹ nhàng xoa xoa mồ hôi trên trán lão đạo thở dài một hơi nhẹ nhõm trong lòng lão còn thầm bội phục mình khôn khéo ông chủ kêu mình tới làm lễ cúng nhất định là ở đây có vấn đề về phần ở đây có vấn đề gì lão đạo không rõ ràng lắm cho nên khi lão làm pháp đừng xem dáng vẻ lão đạo vẫn luôn toàn tâm đầu nhập thật ra trong lòng lão vẫn giữ lại một chút đề phòng rất sợ bỗng nhiên vị trí lão đang đứng có một lệ quỷ hay một đầu cương thi lao tới. Tuy có ông chủ ở bên cạnh áp trận, nhưng tóm lại, mạng nhỏ này vẫn là của mình, không phải sao? Chẳng qua, mãi cho đến khi bản thân mình cúng bái hành lễ làm pháp xong vẫn gió êm sóng lặng, lão đạo còn cảm thấy có chút kỳ quái. Một màn thiên lôi động dẫn tới địa hỏa động trong tưởng tượng chưa từng xuất hiện. Vậy mà, chờ khi lão vào phòng vệ sinh rửa mặt thay quần áo, lão đạo đã có kinh nghiệm gặp nạn nhiều lần không vội vàng dùng toilet trước mà lão móc lá bùa từ vị trí đũng quần mình ra dính lên trên bồn cầu phòng vệ sinh là nơi quỷ xuất hiện nhiều nhất cũng là nơi dễ dàng gây chuyện nhất lão đạo không thể không phòng lần này thật đúng là vận khí của mình tốt bản thân mình mới vừa dán lá bùa lên còn chưa kịp ngồi xuống bồn cầu đột nhiên bồn cầu bắt đầu rung động ngay sau đó từ giữa xuất hiện từng luồng khói đen lão đạo chỉ cảm thấy có đồ vật gì đó đang bắt mình đi lôi xé bản thân mình lão không ngừng phản kháng nhưng vật kia cứ hệt như đã dính chặt bên trên trực tiếp kéo bản thân mình lên dính lên trên trần nhà chuyện nam nữ khi tình đến lúc sâu đậm cũng là lúc bọn họ muốn xoa nắng lẫn nhau hận không thể kéo đối phương dính chặt vào trong cơ thể mình lúc này lão đạo đã cảm nhận được loại cảm giác ấy nhưng đối phương muốn kéo mình vào trong trần nhà nếu đối phương thành công đoán chừng quan cảnh mấy năm hơn 10 năm nữa, khi ai đó tới trùng tu căn biệt thự này, có thể nhìn thấy bản thân mình đã bị hông thành thịt khô. Phù. Lão đạo thở dài một hơi nhẹ nhõm. a à, cảnh sát đại nhân, bây giờ anh có thể buông bần đạo xuống được rồi. Lão bị ôm như thế này, người ta cũng biết đỏ mặt nha. Vậy mà, cảnh sát trương lại không buông chính mình ra, mà anh ta đưa lái thứ nóng nóng gì đó tới, bắt đầu điên cuồng mà liếm láp trên mặt mình lão đạo sợ đến mức trực tiếp giật mình một cái quay đầu nhìn lại nơi nào có cảnh sát trương gì rõ ràng là một con alaska hình thể to lớn lúc này không ngờ mình lại đang nằm trong lòng đầu alaska này mà đầu lưỡi của đối phương lại đang không ngừng liếm láp bản thân mình đờ mờ lão đạo lập tức dùng hai chân đạp đầu alaska này ra bắt đầu liều mạng lui về phía sau đầu alaska này cũng không buồn bực chỉ đần độn tiếp tục ngồi ở chỗ kia nhìn lão đạo thỉnh thoảng lại hộc đầu lưỡi dài của mình ra con mẹ nó đây là nơi nào vậy lúc này lão đạo mới phát hiện không chỉ riêng con alaska to lớn bỗng nhiên xuất hiện này có vấn đề nơi mình đang đứng cũng không đúng lắm bên trái bản thân mình là một chiếc ao đầy thứ hình cầu bên trong có viên cầu năm màu vàng xanh đỏ trắng đen bên phải lại là một đám búp bê vải chất đống quả nhiên là thi chất thành núi mà ngay ở phía sau chính mình lại là một quay ngựa gỗ loại nhỏ, đèn phía trên vẫn sáng, còn đặt đồng dao. Bốp! Bốp! Lão đạo tác bản thân mình hai tác, thế nhưng không có hiệu quả, hết thảy trước mắt vẫn không thay đổi. Hì hì! Ha ha! Ha ha! Anh! Anh! Giọng nói của một cô bé truyền đến, mang theo cảm giác thanh thúy như chuông đồng. Lão đạo dụi dụi con mắt. Không biết từ lúc nào, ở trên một đầu quay ngựa gỗ, lại có thể xuất hiện một cô bé mặc váy công chúa cô bé một tay ôm đồ chơi một tay quơ quơ rất vui vẻ em gái anh tới rồi anh tới rồi trên ngựa quay gỗ một đứa bé trai đang ngồi bé trai này mặc âu phục thoạt nhìn rất tây hóa a di đà phật vô lượng thiên tôn quan âm bồ tát thái thượng lão quân lão đạo từ từ nhắm hai mắt càng không ngừng niệm tụng kinh văn mà ngay cả chính lão cũng không biết nó là cái quái gì ông chủ ông chủ cứu tôi cứu tôi cuối cùng lão đạo cũng hiểu chư phật trên trời không rảnh ngay cả tiên gia cũng không nằm trong kỳ hạn trước mắt người có thể giải cứu mình chỉ có ông chủ mà thôi vậy mà lão ta hô nửa ngày ông chủ cũng không cưỡi đám mây bảy màu xuất hiện ngược lại quay ngựa gỗ kia bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn bé gái và bé trai lúc trước hiện tại đang ngồi trên quay ngựa gỗ thật lớn có thể nói là lớn hơn cả khủng long không ngừng bay múa ở trên đỉnh đầu của mình lòng vòng lòng vòng lão đạo thực sự cảm thấy lo lắng món đồ kia bỗng nhiên rơi xuống đập chết mình cho nên lão bắt đầu chạy trốn theo bản năng thế nhưng dường như nơi này không có tường cũng không có giới hạn vậy mà không tường chính là bức tường lớn nhất không giới hạn chính là giới hạn kinh khủng nhất lão đạo xung xoe chạy không biết bao lâu hẳn đến khi bản thân lão không thể không dừng lại thở phì phò từng ngụm lớn thế nhưng lão lại phát hiện bản thân mình vẫn đang bị vây quanh sân chơi như trước đang chạy vòng quanh nó lão đã chạy rất xa nhưng theo lão không ngừng chạy xa công viên phía sau lão cũng đang không ngừng biến lớn bóng ma trên bầu trời như bóng với hình hai đứa bé ngồi trên quay ngựa gỗ nhảy từ trên bóng ma xuống gần như che kín tất cả mang đến một loại khủng hoảng tuyệt vọng hì hì Ha ha! Tiếng cười của bọn nhỏ không ngừng truyền đến từ phía trên, dường như bọn nó đang rất vui vẻ, rất vong ngã. Nếu là bình thường, nhìn thấy hai đứa bé đáng yêu như vậy, hẳn là lão đạo sẽ muốn đi lên trêu chọc hai đứa một chút, mua chút kẹo bánh gì đó cho bọn nhỏ ăn. Bản thân lão đạo cũng là người thích trẻ con. Nhưng vào lúc này, tiếng của hai đứa trẻ này như ma âm đòi mạng, không ngừng ra ra vào vào bên lỗ tai lão, cho dù lão có lấy tay che cũng không có tác dụng gì lão đạo ngồi trên mặt đất ngẩng đầu nhìn phía trên có chút bất đắc dĩ cũng có chút tuyệt vọng rốt cuộc đây là nơi quỷ quái gì vậy sùng sục sùng sục sùng sục sùng sục sùng sục sùng sục vào lúc này dường như mặt đất dưới người lão sôi lên như cà ri sôi bắt đầu trở nên đậm đặc thân thể lão đạo bắt đầu chậm rãi bị lúng vào mình tốc độ lúng xuống quá nhanh khi lão đạo kịp phản ứng lại Bản thân lão đã hoàn toàn chui vào trong đó, thậm chí ngay cả một tiếng vịt cũng không có. Không hề có cảm giác hít thở không thông như trong tưởng tượng, thậm chí chóp mũi lão còn có thể ngửi được một mùi thơm điềm mỹ. Ngay từ đầu, mùi vị cà ri rất đậm đặc, nhưng chậm rãi bị mùi kẹo thơm ngát thay thế. Đây là một loại mùi vị và bầu không khí khiến cho dù là già trẻ trai gái gì cũng sẽ rơi vào say mê. Trong mùi vị này, lão đạo phản phất như đã tìm về được thanh xuân của mình tìm về mặt trời chiều của bản thân mình tìm về cảm giác chạy trốn dưới ánh tà dương năm đó tự tại vui sướng nhẹ nhõm sức sống nhân sinh tươi đẹp vốn là ác mộng trong lúc bất tri bất giác không ngờ nó đã chuyển đổi thành mộng đẹp lão đạo mơ tới mình đang bay mơ tới mình biến thành kẹo đường bay lượn trong biển mây hì hì ha ha anh trai ha 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 ha. Em gái. Giọng nói của hai đứa trẻ lại truyền tới. Lúc này, giọng nói của bọn nó như mấy đứa trẻ hư không được cha mẹ dạy dỗ cẩn thận, chạy tán loạn chung quanh. Lão đạo chấp chấp miệng, hơi bất mãn mà mở mắt ra, cảm giác mộng đẹp bị đánh tỉnh này, cho dù là ai cũng cảm thấy có chút tức giận, đúng không? Nhưng trong nháy mắt mở mắt ra, lão đạo lập tức trợn tròn mắt. Lão nhìn thấy bản thân mình đang bay lượn giữa không trung, mình thực sự đang bay mà ở bên cạnh mình lại là vô số búp bê giọng nói của đứa trẻ đến từ chính trên người mình mạnh mẽ nghiêng đầu qua giá giá bé trai kêu lên ngồi trên người lão đạo thúc giục lão đạo mau mau bay về phía trước đây rốt cuộc là chuyện gì vậy trong lòng lão đạo kêu thảm lão gần như đã là người sắp qua đời trước đây lão đã từng trải qua nơi giống như ba làng không phải đứa trẻ mới ra đời gì nhưng địa phương và tình cảnh quỷ dị như vậy đúng là lần đầu tiên lão đạo gặp phải cậu cả đến đến chúng ta cùng nhau chơi đùa cùng nhau cưỡi ngựa đến cậu cả cậu cả đến đây đi hai đứa nhỏ hướng về xa xa la lên xa xa xuất hiện bóng dáng trương yến phong anh ta có chút cứng nhắc mà đứng ở đàn kia tự như đang tự hỏi hoặc như đang bối rối nhưng anh ta càng tự hỏi càng không nghĩ ra rốt cuộc mình đang suy nghĩ gì ngược lại cái loại cảm giác thân thiết này đang càng ngày càng nghiêm trọng lão đạo nhìn thấy một người phụ nữ đứng bên cạnh mình là một người mẹ người mẹ đứng quay ngựa gỗ bên cạnh nhìn hai đứa con mình đang chơi đùa người phụ nữ này mặc một bộ váy dài màu đỏ tóc dài xỏa vai vóc người mỹ lệ anh anh tới đây cùng chơi đi người phụ nữ giống như hai đứa con của mình, quay qua kêu Trương Yến Phong đang ở xa xa. Đừng! Cảnh sát Trương, anh tỉnh lại đi, anh tỉnh lại đi. Lão đạo hô lớn. Nhưng giọng nói của lão lại sáp nhập vào trong đồng dao quay ngựa gỗ, căn bản là không thể truyền ra ngoài. Hiện tại lão chỉ là một con ngựa gỗ, là một thành viên trong đông đảo ngựa gỗ. Trương Yến Phong chậm rãi mở rộng bước chân, đi về phía bên này. Anh ta đi lại tập tỉnh, biểu tình trên mặt có chút vướng mắt và miễn cưỡng nhưng theo em gái và cháu trai cháu gái mình không ngừng la lên trên mặt anh ta cũng lộ ra nụ cười từ ái vì sao anh ta bối rối vụ án kia lâu như vậy cũng là vì anh ta không bỏ xuống được em gái mình không bỏ xuống được hai đứa cháu của mình anh ta muốn tìm nguyên nhân chân chính về cái chết của bọn họ muốn báo thù cho bọn họ anh ta thương bọn họ luyến tiếc bọn họ lúc này anh ta càng chạy càng nhanh không là càng đi càng nhanh nếu như đây là một giấc mộng vậy hãy để cho tôi đắm chìm vào mãi mãi cũng không tỉnh lại đi con mẹ nó lão đạo không nhịn được bắt đầu chửi ầm lên cậu cùng cưỡi ngựa với chúng cháu đi cậu bé nhảy tới trên ngựa gỗ kia sau đó quay qua vẫy vẫy trương yến phong tiểu hoa ngoan cậu đến đây trong lòng lão đạo bắt đầu xuất hiện một dự cảm không rõ chỉ thấy cảnh sát trương bỗng nhiên nhảy dựng lên thân thủ mạnh mẽ như lúc tuổi còn trẻ sau đó anh ta trực tiếp ngồi lên trên người mình trăng rắc eo gãy lão đạo đau đến mức nước mắt đều chảy ra cậu cậu anh anh ôi ôi quay ngựa gỗ tiếp tục xoay tròn dường như mãi mãi cũng không thấy điểm cuối. Cũng sẽ không nhìn thấy nó kết thúc. Thân thể châu trạch chậm rãi từ căng thẳng trở nên thư giãn, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống dưới. Hẳn là người đã sử dụng ma túy đều có cảm giác giống thế này. Khi bộ phận phải làm giải phẫu của mình mất đi tri giác, khiến mình không thể cảm giác được đau đớn. Nhưng khi bác sĩ động đau trên cơ thể mình, mình có thể mơ hồ cảm giác được, đó không phải đau nhức, nhưng loại cảm giác này rất quái lạ, cũng rất khó chịu, châu trạch chậm rãi tỉnh táo lại cho dù người phụ nữ kia còn quấn quanh trên người mình gọi mình là chồng cho dù hai đứa bé kia còn đang mổ bụng mổ ngực mình lại còn đang chọn chọn lựa lựa gì đó về cái thứ tương tự với ảo cảnh này châu trạch đã từng tán gẫu với tiểu lô ly tiểu lô ly cũng đã nói ảo cảnh là một loại tồn tại cấp rất thấp cao cấp hơn được gọi là kết giới khi gặp phải ảo cảnh thường thường chuyện giữ bản thân bình tĩnh mới là điều trọng yếu nhất chỉ khi mình bình tĩnh, mắt mình mới có thể nhìn thấy đồ vật thật sự. Mà ở bên trong ảo cảnh, nó sẽ thiết kế ra đủ loại tình cảnh kiểu dáng, dựa vào nó để kích thích tâm tình của mình. Thường thấy nhất chính vợ hoặc cha mẹ mình mới vừa chết. Để vợ mình hoặc cha mẹ mình xuất hiện kêu gọi mình, hoặc là một số khó khăn mình mới gặp phải, khiến mình phải gặp lại tình cảnh đó một lần nữa. Tiểu Loli còn nói, trong địa ngục có một tầng địa ngục chuyên biệt hình phạt bên trong tầng địa ngục đó là khiến người có tội ác không ngừng luân hồi tới ngày bản thân mình cảm thấy thống khổ nhất cũng là ngày bản thân mình không muốn nhớ lại nhất mãi mãi không kết thúc mãi mãi không kết cục châu trạch chậm rãi hít sâu tiết tấu hô hấp chậm dần châu trạch quên người phụ nữ phía sau mình cũng quên hai đứa bé trước mặt mình thời gian dần qua anh bắt đầu siêu thoát số lần ông chủ châu trải qua ảo cảnh là rất nhiều bản thân anh còn có một quyển sách âm dương đó mới là biểu hiện đăng phong tạo cực của ảo cảnh chuyện gì cũng vậy thấy nhiều cũng dần chết lặng cũng dần lạnh nhạt châu trạch chậm rãi đứng dậy chậm rãi đi ra anh nhìn thấy một người đàn ông bị một người phụ nữ ôm hai đứa bé kia đang lôi xé đồ vật trong bụng anh ta người đàn ông kia rất xa lạ châu trạch chưa thấy qua cũng không phải dáng dấp của anh bối cảnh bốn phía mang theo một loại biểu hiện xù xì giả dối có chút giống với người cầm giấy vẽ ra dáng cái cây trên sân khấu kịch vậy, phần lớn đều phải dựa vào khán giả tự nhớ lại. Châu Trạch đứng tại chỗ, còn nghiêm túc nhìn một hồi. Nhìn động tác của bọn họ, ánh mắt của bọn họ, tư thái của bọn họ, hành vi của bọn họ. Đừng nói. Cảm giác thật thú vị. Nhưng ảo cảnh này hơi đặc biệt, rõ ràng còn có thể tạo ra thị giác của kẻ thứ ba. Nhìn một hồi, cảm thấy không còn gì thú vị nữa. Châu Trạch lui về phía sau một bước. Ngáp một cái. Móng tay anh nhẹ nhàng cạo cạo, cọ sát ván cửa bên cạnh, phát ra âm hưởng trầm thấp. Chậm rãi. Tiếng động bắt đầu càng ngày càng kịch liệt. Càng ngày càng chói tai. Tiếng này giống hệt như một thanh đao nhọn, bắt đầu đâm rách tất cả bốn chung quanh. Đến cuối cùng, hình ảnh và bối cảnh trước mắt đồng thời vặn vẹo và tiêu tán. Trong không khí, tràn ngập mùi vị hương tro duỗi lưng một cái châu trạch cúi đầu nhìn bụng của mình đương nhiên là hoàn hảo không chút tổn hại anh lại đưa mắt nhìn một hướng khác trên sàn nhà trương yến phong đang ngồi trên người lão đạo như đang cưỡi ngựa lớn lão đạo bị đè dưới thân thể khóe miệng đã bắt đầu sùi bọt mép châu trạch đi qua móng tay anh nhẹ nhàng đâm trương yến phong một cái cả người trương yến phong run rung biểu hiện tự ái trên mặt anh ta dần dần biến mất anh ta lắc lắc đầu khi nhìn thấy người dưới thân anh ta lập tức đứng lên xem mèo vẽ hổ châu trạch lại đâm lão đạo một chút lão đạo hữu khí vô lực mở mắt ra khi lão nhìn thấy trương yến phong lập tức run run một chút mà khi lão nhìn thấy châu trạch lão lại cảm động đến gần như muốn khóc lên ông chủ bảo bảo bị cưỡi bảo bảo rất ủy khuất xin lỗi lão ca trương yến phong cũng rất xấu hổ dìu lão đạo đứng lên cũng may Trương Yến Phong cưỡi quay ngựa gỗ, mà không phải đang dục ngựa chạy chồng trên thảo nguyên. Nếu là trường hợp sau, lão đạo có còn mệnh để sống tiếp hay không thực sự rất khó nói. Ba người ngồi xuống ghế salon trong phòng khách ở tầng 1. Lão đạo đã phải nhận nỗi khổ da thịt rất lớn, thế nhưng trạng thái tinh thần của lão vẫn bình thường, không phải vấn đề lớn gì. Sau khi sống chung với hai ông chủ quỷ, có sống to lớn nào mà lão chưa thấy qua? Ngược lại, Trương Yến Phong lại có hơi mất hồn mất vía. Đúng vậy, đối với anh ta, những chuyện anh ta đã phải trải qua ngày hôm nay, chẳng khác gì đã một lần nữa phá hủy tam quan của anh ta như chuyện xích sắc lần trước. Châu Trạch nhìn tay phải của mình. Tay là bóng dáng nghệ thuật của anh. Nhất là năm chiếc móng tay này, cho dù là thợ cắt móng tay có tay nghề khá hơn nữa cũng không thể tạo ra cảm giác như thế. Vị trí đầu ngón tay có một đoàn sương mù màu đen quấn quanh. Lòng bàn tay hướng xuống, móng ngón giữa của Châu Trạch đâm vào trong sàn nhà. Khói đen bắt đầu lan tràn ra bốn chung quanh. Đây là phương pháp Châu Trạch dùng để tìm quỷ. Có một số quỷ rất giỏi về ẩn giấu, cho dù là quỷ sai cũng khó có thể tìm được. Loại phương pháp này, đối với quỷ thậm chí là đối với yêu vật đều có tác dụng nhắm vào cực kỳ hữu hiệu. Vậy mà, lần này, dường như lại không thể thực hiện được khói đen không ngừng nối tiếp nhau tản ra cho dù nó tiêu tán ra cả phía ngoài biệt thự nhưng chỉ chốc lát sau đã từ từ xoay tròn trở về sau khi châu trạch bắt đầu dùng móng tay tìm quỷ lão đạo lập tức bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch lần này lão phát thệ nếu như có chuyện gì xảy ra khẳng định lão sẽ trực tiếp nhảy lên người ông chủ nhà mình đánh chết cũng không thể khiến tên cảnh sát này ôm bản thân mình đi trong việc bắt tội phạm anh ta rất chuyên nghiệp nhưng trong việc bắt quỷ vẫn là ông chủ càng đáng tin hơn châu trạch lắc đầu hơi nghi hoặc một chút mà thu hồi móng tay của mình tay trái của anh nhẹ vuốt ve lòng bàn tay phải nói phòng này không có vấn đề đúng vậy nếu có đồ vật gì đó ở chỗ này vì sao anh lại không cảm ứng được chút nào chứ gì ông chủ có phải cậu phát sốt rồi không không có vấn đề nếu không có vấn đề những chuyện chúng ta gặp phải lúc trước là chuyện gì xảy ra? Châu Trạch châm một điếu thuốc, phun ra một vòng khói, cảnh tượng đó tôi cũng đã trải qua, đúng là có chút kinh khủng. Không phải chỉ là có chút thôi đâu. Lão đạo vừa nói vừa cực kỳ u oán nhìn thoáng qua Trương Yến Phong. Thân thể già yếu của chính lão thiếu chút nữa đã bị anh ta đè chết. Kinh khủng thì kinh khủng, quỷ dị thì quỷ dị, nhưng trên thực tế, căn bản là tôi không nhận ra được có bất kỳ quỷ khí gì xuất hiện cũng không có yêu khí. Đó là cái gì? Tôi cũng không biết. Châu Trạch nhún vai, trên thế giới này có rất nhiều chuyện phi tự nhiên. Nói không chừng có thứ gì đó khác trong biệt thự này mới tạo nên hiện tượng như vậy. Trương Yến Phong yên lặng mà cúi thấp đầu, đưa tay gãi gãi tóc của mình. Tôi nhìn thấy quay ngựa gỗ, tôi nhìn thấy em gái tôi còn có hai đứa nhỏ của em ấy. Tôi cũng nhìn thấy. Lão đạo phụ họa nói, đúng rồi còn có một con Alaska rất lớn. Từng. Trên thực tế, tuy rằng tôi không phát hiện quay ngựa gỗ, nhưng quả thật tôi đã nhìn một người phụ nữ dẫn theo hai đứa bé. Chỉ có điều tôi không phát hiện con chó gì cả. Chó. Ngay từ đầu khi lão đạo nói tới chó, Trương Yến Phong còn chưa kịp phản ứng. Thế nhưng chờ khi Châu Trạch lại nói chó, rốt cuộc Trương Yến Phong cũng tỉnh ngộ lại. Dường như anh ta đang nghĩ tới điều gì, anh ta lập tức lấy điện thoại di động ra, mở album ảnh, chỉ vào một tấm hình tỏ ý hỏi lão đạo. Là con chó này sao? Lão đạo nhướng đầu tới nhìn thoáng qua, lắc lắc đầu nói, đây là Alaska nhỏ, con tôi gặp được là một con chó rất lớn. Chó rất lớn? Trương Yến Phong hiếp hiếp mắt. Châu Trạch cũng rơi vào trầm tư, ý là, hai tình cảnh mà chúng ta nhìn thấy, đồ vật xuất hiện bên trong đều có tồn tại trong hiện thực. Bức bê vải khẳng định là trước đây trong nhà cũng có chó là khi còn bé nhưng nó cũng là chó cũng là alaska quay ngựa gỗ thật ra không biết khi hai người đi vào có phát hiện hay không ở bên phía cửa vườn hoa có một quay ngựa gỗ nhỏ thế nhưng nó chỉ là một món đồ chơi nhỏ phải cần người đẩy đứa bé mới có thể ngồi lên chơi được mặc dù quay ngựa gỗ này không thể sánh với quay ngựa gỗ trong công viên trò chơi nhưng thực sự có tất cả xuất hiện trong ảo cảnh thật ra đều có nguồn gốc từ trong cuộc sống thực tế ông chủ rốt cuộc cậu nghĩ tới điều gì thì cứ nói thẳng ra đi vấn đề là cái gì tôi cũng không nghĩ tới châu trạch gạt tàn thuốc có chút bất đắc dĩ nói thật là phiền phức tôi thật muốn trở về khuyên oanh oanh mau chóng bán gấp căn nhà này đi muốn vào ở quá phiền phức liệu đây có phải là giấc mộng hay không bỗng nhiên trương yến phong nói bởi vì mộng chính là hình chiếu của thực tế mộng châu trạch cười cười không phải là mộng ảo cảnh cấp thấp không thể khiến mình ngủ mất được trừ phi có bạch oanh oanh bên cạnh nếu không cho dù ông chủ châu có liều mạng uống thuốc ngủ cũng không thể nào ngủ được ngay cả ngủ cũng không được thì đừng nói gì tới nằm mơ không phải là mộng nhưng lại là hình chiếu của thực tế rốt cuộc nó có thể là gì đây trương yến phong còn đang lầm bầm lầu bầu tôi nói này lão ca ai cũng có chuyện môn của mình anh đừng có cố tham gia làm gì chuyện này càng ngày càng nguy hiểm sau ngày nếu chỉ có một mình anh đừng đến đây dù sao thì căn nhà này cũng đã bán cho ông chủ nhà tôi rồi đúng không lão đạo nói lời này cũng chỉ có ý tốt tuy nói mới vừa rồi thiếu chút nữa trương yến phong đã cưỡi lão đến chết nhưng lão đạo phải công nhận anh ta là một cảnh sát tốt với tư cách là dân chúng bình thường cảnh sát tốt vẫn được mọi người bảo vệ đúng lúc này điện thoại của châu trạch vang lên lại điện thoại của bạch oanh oanh alo anh 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 ông chủ đang ở đâu đó tôi đang tra án với cảnh sát a à, ông chủ thật khổ cực a à. chuyện gì là như thế này hôm nay tôi vừa sửa sang lại bất động sản không đúng vừa quét tước vệ sinh phòng ở phát hiện tập hồ sơ ngày ấy ông chủ nói tôi tức đi đừng để ông chủ thấy a à châu trạch lên tiếng làm sao vậy châu trạch còn tưởng rằng bạch oanh oanh sẽ nói nơi phát sinh án mạng trên hồ sơ chính là căn biệt thự cô ấy mới vừa mua nhưng châu trạch nghĩ lầm rồi căn bản là bạch oanh oanh không có khái niệm với chuyện nhà cửa cô ấy đã mua rất nhiều nhà nhiều tới mức cô ấy chỉ nhớ rõ con số nếu như kiểm tra giấy chứng nhận bất động sản nói không chừng ngay cả chuyện nhà của bản thân mình ở chỗ nào cô ấy cũng không biết ông chủ tôi biết người đã chết trong hồ sơ này là ai quen biết châu trạch nhíu nhíu mày đúng vậy mỗi ngày tôi quét tước phòng đọc sách đều có thể nhìn thấy cô ấy mà cô ấy ở trong tiệm sách rốt cuộc cô có ý gì nếu như vong hồn của người phụ nữ ở trong tiệm sách mắt của châu trạch anh bị mù hay sao làm sao có thể không nhìn thấy thật đúng là trong tiệm sách mỗi ngày người ta quét tước giá sách có một loạt tiểu thuyết huyền nghi vô cùng khủng bố người ta đã nhìn thấy tên của cô ấy đó. Cô ấy tên Trương Điềm Quyển, bút danh lại càng khôi hài, tên Thâm Khuê Nhị Tẩu. Ông chủ, mỗi lần tôi quét tức giá sách nhìn thấy quyển tiểu thuyết này, người ta lại cười đến bụng vô cùng đau nhức. Thâm Khuê Nhị Tẩu là em gái anh, Châu Trạch nhìn Trương Yến Phong, không đúng, là Trương Điềm Quyển, đúng. Là tên của em gái tôi. Châu Trạch gật đầu, hỏi, oanh oanh, sách của cô ấy tên gì? lúc trước trương yến phong có nói qua bình thường em gái của anh ta ở nhà chăm sóc hai đứa bé đồng thời viết tiểu thuyết nhưng châu trạch lại không nghĩ tới cô ấy là người từng xuất bản sách tên sách à tên tôi yêu nhà của tôi mang sách của cô ấy tới cho tôi tôi gửi địa chỉ cho cô được ông chủ cúp điện thoại châu trạch gửi địa chỉ cho oanh oanh sau đó châu trạch ngáp một cái quay qua nói với lão đạo và trương yến phong hai người trở về đi. Trở về. Trương Yến Phong có chút ù ù cạc cạc, hôm nay đã xảy ra loại chuyện như vậy, vậy mà anh lại muốn tôi trở về. Đúng vậy, ông chủ, bần đạo không thể đi, bần đạo đi rồi ai tới bảo vệ ông chủ. Châu Trạch. Nếu không phải hôm nay lão đi toilet, rảnh rỗi tới nhất trứng dán lá bùa lên trên bồn cầu, khẳng định là chuyện gì cũng không có. Những năm gần đây, cảnh sát trương đã tới đây điều tra hay tới nhìn vật nhớ người không biết bao nhiêu lần, kết quả chuyện gì cũng không phát sinh. Đương nhiên, lời này Châu Trạch không thể nói ra khỏi miệng được. Là anh tìm lão đạo đến, cũng mang dự định để lão đạo thử xem có thể xung đột phát hỏa gì không. Lão đạo hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn. Tuy rằng lão đã dẫn ra hình ảnh cứt đái chảy đầy phòng vệ sinh, vô cùng thê thảm, nhưng vẫn có thể tính là đã đạt được mục đích. Các người về trước đi, ở lại nơi này chỉ khiến tôi phân tâm tôi muốn đợi tốt một chút lại xem tình hình thế nào tối nay châu trạch không có ý định rời khỏi nhà này người sống hai đời lần đầu tiên có thể vô cùng đường hoàng ở biệt thự nhà mình trong lòng anh thật sự có chút kích động tôi không thể đi nếu không điều tra rõ chuyện này sao tôi có thể đi lúc này trương yến phong lại hiện ra mặt bướng bỉnh của mình không có biện pháp người chết là em gái ruột của anh ta còn có hai cháu của anh ta thế nhưng hiện tại vì sự xuất hiện của châu trạch mà chuyện này có bước ngoặt đương nhiên anh ta không thể nào rời khỏi đây vào lúc này nói khó nghe một chút anh ta tình nguyện chết cũng muốn điều tra ra chân tướng với tư cách là lão cảnh sát hình sự chút quyết đoán ấy anh ta vẫn phải có anh ở lại nơi này chỉ ảnh hưởng đến việc điều tra của tôi mà thôi nếu như anh muốn tôi có thể sớm điều tra ra chân tướng của chuyện này anh phải nghe theo lời của tôi chúng ta ai cũng có chuyện môn của mình thế nhưng đừng có thế nhưng gì nữa dựa theo mặt pháp lý hiện tại nơi này là của tôi của nữ bột nhà tôi nếu như tôi không đồng ý để anh ở lại nơi này anh còn cương quyết ở lại chính là tự tiện xông vào nhà dân anh là cảnh sát phải tuân theo luật pháp vậy chính anh cẩn thận một chút trương yến phong đứng lên cũng không vì châu trạch kiên trì cự tuyệt mà tức giận anh ta có thể nhìn ra Châu Trạch cũng chỉ muốn tốt cho anh ta, cảm ơn. Đừng thách khí, nếu muốn cảm ơn thì nghĩ biện pháp làm một bằng lái xe giúp tôi là được rồi. Chuyện này không phù hợp với quy định. Tôi vốn không phải người bình thường, đời trước tôi cũng có bằng lái xe. Để tôi nghĩ biện pháp vậy. Trương Yến Phong rời đi. Lúc này lão đạo thu thập đồ đạc, quay qua cúi đầu không lưng với Châu Trạch, sau đó cũng theo Trương Yến Phong ra khỏi cửa trước. Đã biểu hiện tấm lòng trung thành xong rồi Người nào thật sự ở lại Người đó chính là đồ ngốc Đừng xem ông chủ trưng ra bộ dạng Đang ngồi một chỗ câu cá Nhưng đó là ông chủ Anh là người chơi mở auto Còn lão lại là người chơi bình thường Chỉ có một cái mạng Phải biết quý trọng Hai người đều đi Một mình châu trạch nằm trên ghế salon Hiếp nửa mắt Ngủ là không thể ngủ được rồi Cho nên dưới tâm tình cực độ buồn chán Châu Trạch lại bắt đầu nhớ lại tình cảnh sinh hoạt của gia đình vốn ở đây lúc trước. Ví như hình ảnh một nhà bốn người ngồi trong phòng khách cùng xem tivi, hoặc là hai đứa bé chơi đồ chơi ở chỗ này, hay là thiếu phụ nấu cơm ở phòng bếp, ông xã kéo lê thân thể mệt mỏi về đến nhà. Nghĩ đi nghĩ lại, nơi cửa trước truyền đến tiếng chuông cửa. Châu Trạch đi qua, dự định mở cửa trước, thế nhưng thông qua màn hình hiển thị, Châu Trạch nhìn thấy người đứng ngoài cửa không phải oanh oanh, mà là một cô gái trẻ tuổi mặc váy hoa nhìn cô gái này hẳn chỉ mới 20 tuổi, tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng khoan khoái, khiến người ta cảm thấy cô ấy rất dịu dàng, cổ phong. Châu Trạch mở cửa. Đối phương vừa nhìn thấy người mở cửa là Châu Trạch, lập tức lấy làm kinh hãi, có chút ngoài ý muốn nói, anh là. Đây cũng là vấn đề tôi muốn hỏi cô. a à, tôi biết rồi, hẳn anh là chồng cô ấy đúng không? Cô ấy nói, cô ấy có một người chồng rất yêu cô ấy. Trước đây, cô ấy lựa chọn ngôi biệt thự này cũng là vì tiện cho chồng của cô ấy từ nhỏ điều kiện của chồng cô ấy vốn đã không tốt cho nên vẫn luôn thích ở biệt thự châu trạch con hàng oanh oanh này nói mấy lời thành thật thế làm gì còn có mẹ nó nếu cô đã cho rằng tôi là chồng của cô ấy mẹ nó cô cần phải nói mấy lời thành thật thế sao cô là người của trung tâm môi giới bất động sản châu trạch hỏi đúng vậy tôi là người trung gian môi giới xin hỏi vợ của anh đâu rồi cô ấy không có ở đây sao sẽ đến ngay thôi vừa nghe người này là trung gian châu trạch đang nghe chuyện trên tv audio cv cũng lười nói tiếp trực tiếp trở về phòng khách một lần nữa thoải mái nằm xuống ghế salon nói có chuyện gì đợi ngày mai lại đến sau hôm nay không tiện vậy sao cô gái sửng sốt một chút nói thế nhưng vợ anh hẹn tôi tới hôm nay cô ấy bảo hôm nay cô ấy phải mở party ở chỗ này sẽ mời một ít người tới tham gia nói tôi ngàn vạn lần không thể bỏ qua party châu trạch nhíu nhíu mày không đúng dường như mình đã hiểu lầm gì đó lúc này hỏi vị phu nhân kia họ gì cái gì cô gái sợ đến mức lui về phía sau mấy bước có chút cảnh giác nhìn châu trạch rốt cuộc anh là ai tôi hỏi cô vị phu nhân kia họ gì Cô ấy họ Bạch hay là họ Trương? Họ Trương, Trương Điềm quyển đó. Cô ấy mời cô tới. Châu Trạch hỏi. Đúng vậy. Cô à, cô xác định không phải 5 năm trước, vì một tai nạn xe cộ nào đó mà cô hôn mê đến hiện tại, hôm qua mới tỉnh lại, chợt nhớ tới cuộc hẹn hôm nay. Anh à, mấy lời anh nói đều là mấy kịch bản tiểu thuyết cũ rích. Cô gái kinh bỉ nói. À, ý cô là mấy ngày hôm trước cô ấy mới hẹn cô. Đúng vậy, tối hôm qua cô ấy mới vừa nói với tôi. Cô xác định là bản thân cô ấy. Nhất định là bản thân cô ấy, cô ấy đã hẹn tôi trên uy chát, tôi còn lưu mã uy chát của cô ấy đấy. Hơn nữa khi tôi bắt đầu đi lên con đường sáng tác tiểu thuyết, cũng là cô ấy dạy cho tôi rất nhiều thứ. Vậy cô có biết, 5 năm trước, Trương Điềm Quyển đã chết rồi không? Cái gì? Đã chết? Cô gái nở nụ cười. Anh à, anh đang muốn so đấu tình tiết huyền nghi với tôi sao? Cô không tin thì thôi. Châu Trạch không thèm để ý tới nữ nhà văn Chu Ni này. Cô gái bán tính bán nghi lấy điện thoại di động ra, dường như đang tìm kiếm gì đó. Thế nhưng vụ án phát sinh 5 năm trước này, bởi vì là tự sát, cho nên trên bếp không có nhiều tin tức về nó. Dù sao đây cũng không phải thảm án diệt môn gì, cũng không được mọi người chú ý. Chỉ có điều, sau khi cô gái tìm kiếm một lúc sau lại phát hiện không ít bài post liên quan đến bản xứ thông thành trên trên Baidu Tai Ba hoặc diễn đàn. Bài post mới được đăng gần đây, chủ đề là gần đây có một căn nhà ma được người ta mua lại. Sau đó, phía dưới giới thiệu chuyện đã từng xảy ra trong căn nhà ma này. Có người hiểu chuyện đã mò kim dưới đáy biển, lục tìm được bài viết mà phóng viên đăng lên, đính kèm bên dưới. Cô gái càng xem càng cảm thấy có điểm gì đó không đúng. Trong lúc cô ấy ngẩng đầu lên, phát hiện Châu Trạch còn đang nằm trên ghế salon hút thuốc. Lúc này, cô ấy mới lấy ra một quyển sách từ túi đeo chéo của bản thân mình, nói Chuyện cười này thật là không buồn cười chút nào. Ai đùa giỡn với cô? Điều đó là không có khả năng, điều đó là không có khả năng. Tôi biết rồi, nhất định là có người dùng uy chát và quy quy của cô ấy, làm bộ. Cô gái gầm gầm gừ gừ mà lầm bầm lầu bầu. Này, Châu Trạch gọi cô ấy một tiếng. Cô gái không để ý đến, chỉ thản nhiên tiếp tục lẩm bẩm. Thỉnh thoảng cô ấy nhíu mày, thỉnh thoảng ưu sầu, thỉnh thoảng giãn ra, thậm chí thỉnh thoảng còn bật cười thành tiếng. Hiện tại cô chưa gặp phải chuyện gì lớn, vẫn nên đi thôi, quên cô ấy đi. Cô cũng nên xóa thậm chí block phương thức liên lạc của cô ấy. Nếu như cô ấy còn liên hệ với cô, cô có thể báo cảnh sát, cũng có thể tới phòng đọc sách tìm tôi phòng đọc sách của tôi chính là hiệu sách ở phố nam rất dễ tìm bởi vì việc mở phòng đọc sách ở phố nam ông chủ châu là người độc nhất vô nhị vì sao anh lại đối tốt với tôi như vậy cô gái nhìn châu trạch hỏi có phải anh có ý gì với tôi không cô có bị bệnh không đúng tôi có bệnh tôi mắc phải bệnh tương tư cô gái nói xong không ngờ lại nhảy dựng lên có thể nhìn ra nhất định là cô ấy có bản lĩnh nhảy múa không ngờ còn có thể nhảy ra hình ra dáng. Nhưng đây là cái quỷ gì? Tự dưng chạy đến nhà ta, nhảy múa. Xin lỗi, mời cút. Châu Trạch đi tới trước mặt cô gái, chuẩn bị đuổi cô gái này ra ngoài. Không, tôi không đi, cho dù chết tôi cũng sẽ không rời khỏi anh. Cô gái xoẹt một tiếng xé rách hoa váy của mình, lộ ra từng mảng da thịt. Đừng, kiên trì của Châu Trạch gần như đã bị hao hết, vị trí móng tay bên tay phải cũng từ từ dài ra. Khiến cô ta hôn mê, sau đó lại gọi điện thoại kêu lão đạo quay lại, đưa bà điên này tới bệnh viện. Anh giết tôi đi. Đột nhiên cô gái chủ động ôm lấy châu trạch. Đến, giết tôi đi, để anh cảm giác được máu của tôi, để anh cảm giác được nước mắt của tôi, để anh đụng chạm đến nhiệt độ của tôi dành cho anh. Châu trạch. Mẹ nó. Em gái. Cô mới vừa chạy đến từ bệnh viện tâm thần đúng không? Ngón tay Châu Trạch rất không khách khí mà vương tới, trực tiếp đâm vào vị trí của cô ấy. Phốc suy. Vậy mà. Chính vào lúc này, cánh tay cô gái ông Châu Trạch bỗng nhiên phát lực. Ông chủ Châu bất ngờ không kịp đề phòng chỉ cảm thấy dường như cả người mình đã bị tách thành hai nửa. "Đến, chúng ta cùng khiêu vũ đi." Cô gái ông Châu Trạch, hai chân Châu Trạch cách mặt đất như một con búp bê vải, bị động theo đối phương cùng nhau khiêu vũ. Lúc này, nếu Châu Trạch còn không thể xác định đối phương có vấn đề, thực sự uổng công lăn lộn. Lập tức, móng tay của Châu Trạch không chút do dự đâm vào vị trí của cô gái. Vậy mà, sau khi móng tay đâm vào, không ngờ lại phát ra tiếng phốc phốc phốc. Khi anh rút ra, vậy mà trên móng tay lại chảy xuôi một loại chất lỏng màu trắng, rất chán ghét, cũng rất sền sệt cô gái cứ như vậy vừa có chất lỏng màu trắng chảy xuôi vừa mạnh mẽ ôm ông chủ châu tiếp tục khiêu vũ một bài một bài múa không nhạt đệm bác tài phiền phức bác tài chạy nhanh một chút ngồi ở trên xe taxi bạch oanh oanh thúc giục nói cô gái nhỏ tốc độ của tôi đã rất nhanh rồi không có cách nào khác ở đây nhiều đèn xanh đèn đỏ vận khí của chúng ta lại không tốt một đường toàn đèn đỏ thật không có biện pháp nào được rồi. Bạch Oanh Oanh có chút bận tâm, sợ ông chủ ở đó chờ mình lâu quá. Cho dù đã thấy được địa chỉ, nhưng Bạch Oanh Oanh vẫn không nghĩ đến, đây lại là biệt thự bản thân mình vừa mua trước đó không lâu, cũng không biết thật ra nơi ấy là sản nghiệp của cô ấy. Cô ấy chỉ lo lắng sợ mình không thể mau chóng đưa thứ ông chủ cần tới, nếu lỡ ông chủ tức giận thì phải làm sao bây giờ? Thở dài. Nhìn nhìn quyển sách trong tay, Thật ra nhà văn nữ tên Trương Điềm Quyển này không phải chỉ có một cuốn sách. Ngoại trừ quyển tiểu thuyết kinh dị Tôi yêu nhà của tôi ra. Thật ra cô ấy còn có vài cuốn tiểu thuyết, hơn nữa những chuyện trong sách này đều phát sinh trong một biệt thự. Dường như cô ấy rất ưa thích, có thể gọi là ưa thích không rời tràn cảnh của biệt thự này. Thắng gấp. Quyển sách oanh oanh để trên đùi rơi trên mặt đất. Mẹ nó, thằng nhảy con phía trước bỗng nhiên giảm tốc độ, có bị bệnh không? Tài xế mắng. Oanh oanh không lưng nhặt sách lên. Cuối cùng cô ấy nhặt một quyển tên vũ điệu của thi thể. Tên sách rất hoang đường. Giới thiệu vắng tắt là bạch quốc tinh trong Tây Du Ký. Không bị tôn ngộ không đánh chết. Mà chỉ bị đánh tới mất trí nhớ. Mơ mơ màng màng xuyên đến hiện đại. Biến thành một nữ tác giả. Cứ cách một đoạn thời gian cô ta lại ra ngoài dụ dỗ đàn ông khiêu vũ với cô ta. Đợi sau khi khiêu vũ hết một khúc nhạc cô ta sẽ ăn thịt người bạn nhảy này, sau đó lại biến trở lại thành nữ nhà văn thông thường, khôi phục cuộc sống của người bình thường. sau đó lại cách một thời gian ngắn, cô ta lại sẽ ra ngoài săn bắn. tình yêu không ra tình yêu, thần quái không giống thần quái, hoang đường vô lý, không thể hình thành chút logic nào. thế nhưng đây lại là cuốn tiểu thuyết đặc sắc dưới ngòi bút của nữ nhà văn kia, cũng là doanh số bán hàng của cô ấy. bạch quanh quanh nhìn bìa của quyển sách này hình ảnh một nam một nữ đang khiêu vũ trong phòng khách biệt thự theo bản năng chấp chấp miệng hình như tính ra mình cũng vừa mua một biệt thự thì phải mình cũng có thể khiêu vũ với ông chủ trong biệt thự sao ngẫm lại thật kích động không thôi anh 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 hiện tại ông chủ châu cảm thấy dường như bản thân mình đang sống trong liêu trai chí dị bởi vì trong liêu trai chí dị luôn có đủ loại thứ đồ như nữ quỷ hồ ly thậm chí là nữ thi xuất hiện một cách không hiểu ra sao. Sau đó cũng chẳng hiểu thế nào lại yêu mến thư sinh, cuối cùng hình thành đủ loại kết quả chẳng thể giải thích nổi. Ông chủ châu không phải thư sinh trong chuyện xưa, nhưng lúc này anh vẫn mang vẻ mặt ngơ ngác như cũ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng bản thân mình mới vừa tiễn lão đạo và trương yến phong. Ngồi xuống sofa quy quy cũ cũ củ chờ bạch oanh oanh mang tác phẩm trước đây người phụ nữ kia sáng tác đến về phần đêm nay có thể phát hiện đầu mối quan trọng hoặc tìm được chân tướng nữ nhà văn kia tử vong hay không châu trạch không rõ ràng lắm tất cả tùy duyên chỉ có điều ngược lại anh đã nghĩ tới chuyện lát nữa lại bảo oanh oanh mua chút rượu vang cùng với ít thức ăn đến bản thân mình thảnh thơi ngồi trên tầng hai biệt thự uống rượu hóng gió oanh oanh ở bên cạnh đấm bóp vai cho mình hưởng thụ cuộc sống của địa chủ trước thời giải phóng tuy nói nơi này là nhà có ma thậm chí có thể nói là quỷ ốc nhưng bản thân ông chủ châu chính là quỷ sai mà oanh oanh cũng là cương thi vào quỷ ốc thực sự thân thiết như quay về nhà của mình vậy giống như đám du côn lưu manh trên đường phố vào trại tạm giam chỉ có điều sự tình phát triển trong một vòng cung rất quỷ dị ngoài dự đoán không đúng là đường parabol đầu tiên người phụ nữ này là ai ngay từ đầu châu trạch tưởng đây chỉ là chuyện trùng hợp nhưng bây giờ châu trạch có thể kết luận đây nhất định không phải chuyện trùng hợp gặp quỷ quái gì ngay từ đầu biểu hiện của cô ta còn rất bình thường nhưng bây giờ mình đã sắp gỡ bay một lớp da lưng của cô ta nhưng rõ ràng cô ta còn tiếp tục mạnh mẽ ôm mình khiêu vũ vừa khớp cúc con mẹ nó vừa khớp lưng người ta lạnh quá nữ nhà văn đưa môi mình tới gần bên tai châu trạch nhẹ giọng nói nhỏ giống như bạn gái đang làm nũng nhẹ giọng kể lễ với bạn trai của mình. Châu Trạch chỉ cảm thấy vào lúc này, thế giới đã mất logic. Lúc này, anh chịu đủ rồi. Anh thực sự chịu đủ rồi. Cho dù mày là người hay quỷ, không cần biết mày là cái đồ chơi gì. Lão tử trực tiếp vặn gãy cổ của mày. Móng tay lần thứ hai dài ra, biến thành hình thái như lưỡi hái. Châu Trạch không chút lưu tình đâm thẳng về phía cổ của người phụ nữ kia phốt. Ngay từ đầu là tiếng kim loại đâm vào trong thịt. Nhưng sau đó lại như cung vĩ của đàn nhị hồ kéo trên kim loại. Châu Trạch cảm thấy dường như bản thân mình đang cầm một cái cưa, cắt sắt thép. Cũng không biết rốt cuộc mình có thù oán với cái cưa hay mình đang tự phân cao thấp với mình. Sau khi móng tay Châu Trạch đâm xuyên qua của người phụ nữ, anh càng không ngừng qua lại. Nhưng người phụ nữ vẫn đang khiêu vũ với Châu Trạch như cũ, cô ta say mê trong đó, không thể tự kiềm chế, giống như nghi thức trước thịnh yến thần thánh mà lại không thể thiếu trời thấy mà tiếc thương ông chủ châu phát thệ trước đây cho dù anh đã từng có lúc rất thê thảm nhưng thật sự chưa bao giờ anh cảm thấy lúng túng như bây giờ người phụ nữ này đúng là một tên quái thai rất khó chơi cho dù là móng tay của mình cũng không có gì đặc biệt đối với cô ta bước nhảy bắt đầu đẩy nhanh tiết tấu cũng bắt đầu mau dần như đang tiến vào kết thúc sau cùng móng vuốt trên một tay khác của châu trạch cũng đâm vào trong cổ người phụ nữ hai cặp móng tay trên hai cánh tay như hai lưỡi cưa đúng thật sâu vào trong cơ thể người phụ nữ ông chủ châu không xuất thân từ nghề đồ tể nhưng sau một hồi đâm móc thật ra da thịt nửa người trên của người phụ nữ không còn thừa bao nhiêu rất nhiều nơi đã trực tiếp lộ ra xương trắng xương rất trắng trắng rất trơn tuột cho dù thứ sắc bén như móng tay của châu trạch cũng không thể nào lưu lại quá nhiều vết tích ở phía trên phù Hai tay người phụ nữ gắt cao nắm chặt châu trạch. Anh yêu, chúng ta ăn cơm đi. Điệu kiêu vũ hoàn tất. Ăn cơm. Rầm. Châu trạch bị ôm vào trong phòng bếp, sau đó, cả người anh bị bỏ vào trong chậu rửa chén. Có thể nói rằng, cái tư thế này rất phổ biến trong một số màn ảnh nhỏ, nhưng lúc này, vị trí nhân vật nam nữ chính đã hơi đảo điên. Người phụ nữ cầm lấy dao phay bên cạnh. Còn ngươi châu trạch hơi ngưng lại anh rõ ràng. Chờ khi đau của người phụ nữ thực sự đưa vào trong cơ thể mình, thực sự muốn làm gì cũng trễ rồi. Trống. Gầm nhẹ một tiếng. Từ chỗ sâu trong ít hầu châu trạch truyền ra. Cái ý thức kia đang từ từ mà thức tỉnh. Ngay sau đó, da châu trạch bắt đầu khô quắt lại, vành mắt cũng đang từ từ hãm sâu, hai chiếc nanh lại đang sinh trưởng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Trong lúc nhất thời, châu trạch đã mạnh mẽ hơn hẳn rút mạnh móng tay của mình ra tránh thoát khỏi sự ràng buộc của người phụ nữ mà dao phay trong tay người phụ nữ cũng chém vào không khí châu trạch leo xuống từ bồn rửa chén anh nhìn người phụ nữ một nửa là da người một nửa là xương trắng trước mắt dọn cơm người phụ nữ than nhẹ dường như cô ta không phát hiện ra rốt cuộc người đàn ông trước mắt đã phát sinh biến hóa gì châu trạch tiến về phía trước một bước sau đó trên mặt anh lộ ra vẻ suy tư không đúng. Rất không đúng. Châu Trạch nhìn nhìn tay của mình. Một lần thức tỉnh này, tại sao lại là anh nắm giữ vị trí chủ đạo? Không thể nào là cái ý thức kia bỏ qua quyền chủ động, giao lực lượng cho mình. Không thể nào. Đây là chuyện không thể nào. Ngày trước khi cái ý thức kia thức tỉnh, Châu Trạch chỉ có thể lui khỏi vị trí, về phía sau màn, nhìn vị kia đại sát tứ phương giải quyết nguy hiểm trước mặt cho mình sau khi anh ta ăn uống no đủ trở về châu trạch mới có thể trở ra nhưng lần này châu trạch phát hiện rõ ràng mình đã khiến cái ý thức kia thức tỉnh nhưng vì sao bản thân mình vẫn là người điều khiển đến dọn cơm người phụ nữ lần thứ hai đánh tới châu trạch cũng không kịp suy nghĩ nhiều tới những vật khác anh chủ động vọt tới mỗi lần khiến ý thức kia thức tỉnh để mình biến thành cương thi sau đó cho dù trước mặt mình là vấn đề gì dường như đều không còn là vấn đề nữa. Cũng bởi vậy, đối với loại trạng thái này, Châu Trạch có một loại tự tin cực mạnh. Vậy mà, sau khi song phương đụng vào nhau, vậy mà cả người Châu Trạch lại bay rớt ra ngoài, nặng nề đập trúng gạch men sứ trên phòng bếp, nơi ngực anh còn xuất hiện mấy vết sẹo máu chảy đầm đìa. Làm sao có thể? Đây là có chuyện gì? Người phụ nữ kia chỉ lão đảo lui về phía sau vài bước, sau đó lại tràn đầy phấn khởi mà vọt lên. Châu Trạch đứng lên, lần này, anh không dám cứng đối cứng mà lựa chọn lui về phía sau. Chỉ có điều tốc độ của người phụ nữ kia quá nhanh, cho dù Châu Trạch có thể tránh khỏi, nhưng hai tay chỉ còn lại xương trắng của cô ta vẫn cầm dao phay quét trúng cánh tay Châu Trạch. Hí! Châu Trạch hít sâu một hơi. Không ngờ lúc này, cánh tay mình lại bị cắt ra một lỗ hổng, máu tươi ồ ồ chảy ra. Cùng lúc đó, răng nanh trong miệng mình đang từ từ rụt về lại, làn da vừa khô quắc không bao lâu cũng đang một lần nữa khôi phục. Mày đang làm gì vậy? Châu Trạch không nhịn được lẩm bẩm. Mà đây cũng thực sự là lẩm bẩm. Nhưng không ai trả lời anh. Dường như cái ý thức kia đã rời khỏi cơ thể mình. Ra khỏi nhà. nghỉ phép sao? Ăn cơm thôi. Người phụ nữ dơ dao phay lần thứ hai bức ép tới. Châu Trạch mạnh mẽ lật ngược mặt bàn phía trước, tạm trì hoãn bước chân của đối phương. Sau đó anh nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bếp, xoay người tiến vào phòng vệ sinh, ngay sau đó anh khóa trái cửa phòng vệ sinh lại. Trong phòng vệ sinh còn tràn ngập mùi vị tanh tươi, nhưng Châu Trạch lại không thể để ý nhiều như vậy. Trong tình huống sinh mệnh nguy cấp, cho dù anh thích sạch sẽ cũng không phải không thể chịu được. Thậm chí anh còn có thể kêu lên thật là thơm. Trăng rắc cửa phòng vệ sinh bị bàn tay chỉ còn xương trắng trực tiếp xuyên thủng châu trạch nhìn lại phát hiện tấm bùa giấy kia của lão đạo vẫn đang nằm trên bồn cầu anh lập tức không chút do dự lấy lá bùa kia xuống dính vào trên cửa lá bùa bắt đầu bốc cháy lên bàn tay xương trắng cũng lập tức trở nên đỏ ửng thậm chí còn phát ra hương vị giống với sườn xào chua ngọt sau đó nó rụt mạnh về người phụ nữ không dám phá hư cửa nữa Chí ít, trong khoảng thời gian ngắn là như thế này. Cô ta chỉ cúi đầu, ghé hốc mắt mình vào vị trí khe nứt vừa bị tay mình chọc ra, nhìn chầm chập châu trạch bên trong. Ha ha, chờ, ăn cơm. Châu trạch nhìn lướt qua lá bùa. Phát hiện lá bùa đã bị đốt rụi một phần ba. Đáng chết. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Châu trạch quay sang, nhìn về phía cái gương trong phòng vệ sinh. Lúc này. Anh ngạc nhiên phát hiện bản thân mình trong gương đang không ngừng rít gào và giãy giụa. "Mày là?" Châu Trạch lập tức tỉnh ngộ lại, "Tại sao mày lại vào trong đó?" Châu Trạch trong gương đang liều mạng gầm thét. Châu Trạch không nghe được giọng nói. "Nhưng đại khái, có lẽ có thể sắp xỉ, có thể đoán ra anh ta đang mắng người." Cơn tức của Châu Trạch cũng trào lên. "Mẹ nó!" Mày không nói một tiếng đã chạy mất, làm hại lão tử ngay cả mở cửa ra ngoài cũng không dám. Mày còn không thấy ngại mà mắng chửi người sao? Dường như nhận ra được Châu Trạch đang suy nghĩ gì. Cái vị trong gương càng dãy dụa rít cào kịch liệt hơn. Đoán chừng nếu như lúc này anh ta có thể đi ra. Thậm chí ngay cả suy nghĩ đồng quy vu tận, tự xé nát lồng ngực của mình cũng có. Tới rồi, chính là trong này. Tài xế ngừng xe lại, cô gái nhỏ, xe của tôi không lái vào tiểu khu này đâu bản thân cô tự đi vào đi được bác tài bác tài tính tiền đi bạch oanh oanh xuống xe cô ấy chưa đi được mấy bước tài xế ở sau lưng đã gọi cô ấy nói này em gái chỗ này còn một cuốn sách cô quên chưa cầm bạch oanh oanh lập tức chạy trở về bác tài đưa tay khó khăn lấy ra một cuốn sách từ vị trí dưới ghế ngồi hẳn là lần phanh gấp lúc trước đã khiến quyển sách rơi xuống bạch oanh oanh không phát hiện bỏ sót cuốn này ha người hai mặt tiểu thuyết ma quái đúng không cô gái nhỏ lại đọc loại tiểu thuyết này không sợ mơ thấy ác mộng sao tài xế hàm hậu mà trêu chọc nếu như bác tài này biết ông ta đang khuyên một đầu cương thi ít xem tiểu thuyết ma quái đừng để gặp ác mộng không biết sẽ có cảm tưởng gì tôi mang cho người khác cảm ơn bác tài thật ra tôi cũng rất thích xem tiểu thuyết linh dị nhưng ban đêm lái xe lại không dám xem, để tôi xem giới thiệu vắng tắt cuốn này nào. Một người có hai ý thức trong cơ thể. Bọn họ vốn sinh hoạt trong cùng một thân thể, có mâu thuẫn, có tranh cãi, có đề phòng, có bất an. Nhưng bỗng nhiên có một ngày, một trong số hai ý thức bị nhốt vào trong gương. Sau đó ý thức còn lại. Lại bắt đầu không quen với loại cuộc sống độc lập mà bản thân khát vọng đã lâu thậm chí còn bắt đầu chủ động tìm kiếm một mình khác đang bị giam trong gương. Bác tài chấp chấp miệng. Ha ha, đây không phải người bị tâm thần phân liệt sao? Nói mơ hồ như thế, hiện tại tiểu thuyết loại này, viết ra mánh lới càng lúc càng ngoài sức tưởng tượng, trái lại không có thú vị như tiểu thuyết võ hiệp kim dung cổ long tôi đọc hồi còn trẻ. Nói xong, bác tài lại đưa tiểu thuyết cho bạch oanh oanh. Đi đi. Bác tài, hẹn gặp lại nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha